Xin chào tất cả các bạn, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã cho tôi cái cơ hội được chia sẻ những cái video của tôi làm đến với các bạn, được chạm vào cái hành trình phát triển của các bạn. Và biết đâu ở trên cái hành trình đó các bạn đi, những cái gì tôi chia sẻ tự nhiên có một ngày các bạn sẽ nhớ đến. Thì các bạn biết không, từ năm 2009 tới bây giờ thì mỗi ngày tôi đều bắt đầu ngày mới của mình bằng cách là đọc một cái câu nói hay. Cái câu nói hay nó sẽ giúp cho mình suy nghĩ về cái chặng đường mình đã qua, đang đi và sẽ đi á. Nó có những cái gì liên đới đến cái câu nói đó hay không, có cái gì, cái trải nghiệm nào, cái kinh nghiệm nào, cái câu chuyện nào nó liên quan đến cái việc như vậy để bắt mình suy nghĩ. Bởi vì tôi thấy là càng lớn lên thì cái suy nghĩ là thứ nó rất là xa xỉ. Và cái phương pháp bắt đầu ngày mới này á, mình có thể làm bất kể lúc nào cũng được, thời tiết như thế nào cũng được, bạn đi công tác hay là bạn đang về quê chơi hay bạn đi làm, lúc nào cũng được. Và đó là cái đầu tiên tôi làm trong ngày, đầu tiên nha các bạn. Thì hôm nay cái câu nói tôi nhận được rất là hay, là only he who attempts the ridiculous can achieve the impossible. Đó là đó dành cho những ai mà dám làm những cái điều điên điên khùng khùng ấy, thì mới có thể đạt được những cái impossible, là những cái điều vô khả. Các bạn biết không? Bởi vì trong cái xã hội của chúng ta mà đang vận hành, ai cũng sẽ muốn mọi thứ đi theo cái gọi là conformity. Conformity nghĩa là sao? Là khuôn khổ. Đi học thì là khuôn khổ ở nhà trường, đi làm thì khuôn khổ ở công ty, về nhà thì có khuôn khổ của cái quy tắc của gia đình, chúng ta bị nằm trong cái khuôn khổ nó quen rồi. Cho nên có những người mà họ muốn phá cách vượt ra khỏi cái khuôn khổ mà vượt ra đúng cách, thì họ sẽ làm được những cái điều mà người khác không làm được, không làm được. Và tôi phỏng vấn một cái anh người Ireland tên là Ken Hughes các bạn. Ảnh chia sẻ một phương pháp mà nếu các bạn áp dụng mỗi ngày thì các bạn cũng sẽ có khả năng quan sát, nhìn, đón nhận những cái gì mới mẻ xảy ra trong cuộc đời, làm những cái việc mà người khác không làm được. Và đó là cái thử thách của anh. Anh chia sẻ trên cái TED Talk của tôi mới vừa phỏng vấn anh xong, khoảng 2 tháng nữa thì các bạn sẽ được xem cái video đó. Thì Ken Hughes là một trong những người cực kỳ nổi tiếng trong cái mảng consumer behavior, là nghiên cứu về thị trường, về cái thói quen của người tiêu dùng trong mảng marketing. Thì anh nói là mỗi ngày hãy chọn làm một cái việc mà trước giờ bạn chưa bao giờ làm. Hãy thử làm như vậy cho đến 365 ngày. Các bạn biết không, tôi làm tới ngày bây giờ là ngày 1920. Tức là hơn 5 năm rồi. Tôi chọn cái thử thách đó và tôi tiếp tục làm. Mỗi ngày là một cái gì đó mới. Là một cái gì đó mới để xem thử, với cái mới mẻ đó mình chịu nhiệt được như thế nào, mình chịu suy nghĩ để đẻ ra những cái mới mà mình làm, cái chưa bao giờ làm trước đây, hoặc là làm trước đây rồi nhưng mình làm theo một cái phương pháp khác. Ví dụ hôm nay tôi chạy bộ, tôi chạy zigzag mình đi ngược nữa, để xem thì cảm giác là chạy ngược và zigzag nó như thế nào. Ngày hôm qua tôi và người bạn tôi thì thường hay uống bia thì ngồi xoay ra ngoài đường. Từ hôm qua là chọn là ngồi uống bia là xoay vô nhìn với cái tường, hai đứa nhìn với cái tường nhau khỉ đột vậy đó. Nhưng mà mỗi ngày mình sẽ chọn làm một cái gì đó mới mẻ để bắt cái não của mình phá vỡ những cái bức tường thói quen, phá vỡ những cái khuôn khổ mà từ trước tới giờ chúng ta đã bị đặt vào đó. Đó, cho nên là các bạn muốn làm những cái điều mà to lớn thì hãy vượt ra được những cái khuôn khổ như vậy. Hãy tập cho mình cái khả năng nhìn ra được những cái gì đó mới lạ để làm, bằng cách là làm những cái gì đó trước giờ các bạn chưa làm. Đó, thì chỉ có như vậy nó mới tạo được cái thói quen nhìn mọi thứ nó khác biệt đi, thói quen làm mọi thứ nó khác biệt đi, thói quen chịu nhiệt một chút khác biệt đi. Ok, tại vì các bạn, mà chúc các bạn một ngày tuyệt vời. Sẽ gặp lại các bạn ở những video kế tiếp. Bye bye nha.